Kính thưa quý vị, Brazil khai mạc lễ hội Carnival tên tự Rio de Janeiro. Nghi thức khai mạc Carnival Rio de Janeiro năm 2016 chính thức được bắt đầu khi thị trưởng Rio de Janeiro trao chiếc chìa khóa tượng trưng của thành phố cho những người đứng đầu lễ hội, vua Momo. Thị trưởng Ecuador Paes đã trao chìa khóa cho vua Momo Wilson Neto để chính thức khai mạc lễ hội trước mùa chay. Với thành phố nằm trong tay của vua Momo, lễ hội nổi tiếng trên thế giới có thể bắt đầu với những hoạt động nhảy múa, thâu đêm suốt sáng. Dù vậy, trong bối cảnh không khí tưng bừng mối đe dọa của bệnh dịch Zika từ giống muỗi đang lấp ló tại Brazil, một quốc gia đã bị ảnh hưởng nặng bởi căn bệnh này. Vua Momo kêu gọi mặc dù vui chơi vẫn phải có trách nhiệm trong việc ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn này nếu có thể. Ông không quên chúc một lễ hội tuyệt vời cho tất cả mọi người. Vua Momo đã được tham gia bởi hoàng hậu và các công chúa lễ hội, người bắt đầu những bước samba để giúp khởi động cho buổi tiệc lớn nhất hành tinh này. Mỗi năm, hàng trăm ban nhạc đường phố và người tham dự đổ về Rio trong bữa tiệc nổi tiếng thế giới kéo dài 5 ngày, bao gồm những chương trình ăn mừng và những cuộc diễn hành công phu trên lộ trình của vận động trường Sambadrome.